Khi nhắc đến hãng đĩa lừng danh Motown của Mỹ, người ta sẽ nhớ ngay đến những cái tên huyền thoại như Michael Jackson hay Diana Ross. Tuy nhiên, còn một cái tên không thể không nhắc đến, đó là Lionel Richie. 5 giải thưởng Grammy, 1 giải Oscar cho nhạc phim hay nhất, bán được hơn 100 triệu đĩa trên khắp thế giới, cùng với hàng loạt những sáng tác bất hủ như Say You, Say Me, Hello hay We Are The World. Ông chính là một trong những nghệ sĩ có doanh thu khủng nhất mọi thời đại. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Lionel Richie, huyền thoại âm nhạc Âu Mỹ và câu chuyện thú vị về bài hát Hello. Thời thơ ấu sống với bà ngoại. Lionel Richie sinh ngày 20 tháng 6 năm 1949 tại thành phố Tuskegee, bang Alabama của Hoa Kỳ. Cha ông là một nhà phân tích hệ thống quân đội Mỹ và mẹ là một giáo viên sau này trở thành hiệu trưởng. Gia đình Richie sống trong khuôn viên của Viện Tuskegee, nay là Đại học Tuskegee. Căn nhà nằm xéo với nhà thờ hiệu trưởng trường đại học. Ông nội của Richie đã làm việc với người sáng lập trường đại học Tuskegee, thủ lĩnh da đen Booker T. Washington. Phần lớn thời thơ ấu, Lionel Richie sống trong nhà của ông bà ngoại. Bà ngoại của ông, bà Adelaide Foster, là một nghệ sĩ piano cổ điển. Thông qua người bà, Richie được làm quen với các nguyên tắc cơ bản của âm nhạc, cũng như biết về các nhà soạn nhạc vĩ đại như Johann Sebastian Bach và Ludwig van Beethoven. Ngay từ khi đó, Richie đã cho thấy những dấu hiệu thiên bẩm về tài năng âm nhạc, mặc dù bà ngoại của ông không đánh giá cao sự thật này. Richie kể lại rằng, trong lúc tìm hiểu về âm nhạc, ông cố gắng tạo ra những bài hát của riêng mình. Điều đó làm cho bà ngoại cảm thấy khá bực mình. Sau này, Richie cùng gia đình chuyển đến Illinois, một tiểu bang miền Trung nước Mỹ, nơi mẹ ông là hiệu trưởng tại trường tiểu học Eliza Kelly. Ông theo học tại trường trung học Joliet Township High School, East Campus. Sau khi tốt nghiệp, với khả năng chơi quần vợt như một siêu sao ở Joliet, Richie được nhận một suất học bổng quần vợt tham dự học viện Tuskegee. Và vì thế, ông được trở về Alabama để theo học chuyên ngành kinh tế và kế toán tại học viện này. Thời gian ở Alabama, ông bị ảnh hưởng bởi các vở ballet và bản giao hưởng, nhưng ông vẫn dành tình cảm nhiều hơn cho việc nghe phúc âm. Phần lớn nguyên nhân là vì ông quan tâm đến việc trở thành một linh mục, nhưng ông cũng dễ dàng tiếp thu nhiều phong cách âm nhạc khác nhau của người Mỹ gốc Phi, cũng như thể loại nhạc đồng quê, thấm đẫm phong vị của miền Nam nước Mỹ. Cơ duyên với nhóm nhạc The Commodores. Bước vào học viện Tuskegee, Richie đã gặp được vài sinh viên năm nhất đang thành lập một nhóm nhạc. Họ tìm tới ông chỉ vì nghe nói Richie có một chiếc saxophone. Nhóm nhạc nhanh chóng được thành lập với tên gọi The Commodores. Phong cách thiên về trường phái R&B, funk, pop, Richie tham gia vào Commodores với vai trò là một nhà soạn nhạc, đôi khi là một ca sĩ. Với một số thay đổi nhân sự vào năm 1968, Richie đã trở thành giọng ca chính của nhóm. Lúc đầu, The Commodores thường xuất hiện trong các bữa tiệc và sàn khiêu vũ với các bạn hit như Machine Gun và Bump. Nhóm cũng từng phát hành một đĩa đơn có tên là Brick House. Được sự ủng hộ của khán giả địa phương, The Commodores đã tận dụng thời gian nghỉ hè để đến New York tìm kiếm cơ hội biểu diễn. Cuối cùng, họ được một ông bầu đón và cho tham gia biểu diễn trong một số câu lạc bộ đêm. Nhưng đến giữa thập niên 1970, hầu hết các thành viên của Commodores bắt đầu cảm thấy những giai điệu nhảy vui nhộn đã quá lỗi thời. Họ muốn tiến tới viết và thu âm những bản ballad, thứ mà họ nghĩ sẽ trở thành tiêu chuẩn vượt thời gian. Thay đổi phong cách nhạc. Năm 1974, năm mà Richie tốt nghiệp học viện Tuskegee với bằng cử nhân kinh tế, The Commodores đã ký thành công hợp đồng với Motown Record Corporation. Tuy nhiên, mãi đến 1978, nhóm mới đạt được thành công lớn nhất khi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với ca khúc Three Times a Lady. Bản ballad tình cảm được viết và thể hiện bởi Richie, lấy cảm hứng từ lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của cha mẹ mình. Album Caught in the Act phát hành năm 1975 chứa những bản ballad đầu tiên của họ bao gồm Sweet Love và Just to be Close to You. Những bài hát này trở nên phổ biến rộng rãi nhờ lời bài hát lãng mạn do Richie sáng tác và giọng hát mượt mà của các thành viên. Các ca khúc Three Times a Lady, Sail On và Still như một lời khẳng định cho sự thay đổi phong cách âm nhạc của The Commodores. Tài năng âm nhạc đa dạng của Richie tạo cơ hội cho ông hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác, bao gồm cả nhạc sĩ đồng quê Kenny Rogers và ca sĩ nhạc soul Diana Ross. Richie đã thực hiện một số dự án âm nhạc riêng của mình vào năm 1980, bao gồm sản xuất một album và viết bài hát Lady cho nghệ sĩ đồng quê Kenny Rogers. Năm 1981, Richie hát bài hát chủ đề cho một bộ phim Endless Love, song ca với Diana Ross, được phát hành dưới dạng đĩa đơn. Bài hát đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc pop Canada, Brazil, Úc, Nhật, New Zealand và Hoa Kỳ, trở thành một trong những hit lớn nhất của Motown.
Thành công đó đã giúp cho Ritchie trở nên rất nổi tiếng, thúc đẩy ông mở rộng sự nghiệp solo toàn diện vào năm 1982. Và cuối cùng Ritchie đã đi đến quyết định tách khỏi nhóm The Commodores. Thời gian sau đó, Skylar Jett đã thay thế ông làm ca sĩ chính cho The Commodores. Sự nghiệp solo đỉnh cao. Việc phát hành album Lionel Richie vào năm 1982 đánh dấu bước khởi đầu trong sự nghiệp solo của Richie. Tiếp tục phong cách nhạc ballad, Richie bắt đầu với những ca khúc You Are và My Love, những bản ballad được đánh giá là thành công nhất thập niên 1980. Album đầu tay của ông đạt vị trí thứ 3 trên các bảng xếp hạng âm nhạc và bán được hơn 4 triệu bản. Nếu album đầu tay đã giúp mọi người biết tới Lionel Richie, thì album tiếp theo mang tên là Can't Slow Down đã biến Richie thành một siêu sao hạng A với 5 địa đơn hàng đầu, bao gồm các ca khúc bất hủ là All Night Long, Hello, Running With The Night, Stuck On You, Penny Lover. Đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 100, album Can't Slow Down không chỉ giành được giải thưởng Grammy cho album của năm mà còn trở thành một trong những album bán chạy nhất của Motown với hơn 10 triệu bản được bán ra. Số lượng đĩa bán ra gấp đôi giúp Richie được mời biểu diễn trong lễ bế mạc Thế vận hội 1984 tại Los Angeles, một sự kiện sân khấu ngoạn mục được phát sóng trên toàn thế giới. Năm 1985, Richie đã viết và thể hiện ca khúc Say You, Say Me cho bộ phim White Knight. Với những nỗ lực của ông, bài hát giành được Oscar, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 trong suốt 4 tuần liên tục. Cùng năm đó, Lionel Richie và Michael Jackson viết nên ca khúc We Are The World để quyên tiền cứu trợ nạn đói ở châu Phi. Bài hát quyên góp được khoảng 50 triệu đô la và nhận được giải Grammy cho bài hát của năm. Đến năm 1987, thì chuỗi thành tích kỳ diệu của Lionel Richie đã bị gián đoạn. Thực tế thì Richie đã hoàn toàn biến mất khỏi ngành âm nhạc. Ông đã kiệt sức sau 2 thập kỷ thu âm và biểu diễn và dành toàn bộ thời gian để chăm sóc người cha ốm yếu của mình. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên lại ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Sự trở lại không mấy dễ dàng. Sau nhiều năm vắng bóng trên các bảng xếp hạng, sự im lặng của Richie đã bị phá vỡ vào năm 1992 khi Motown phát hành một bản tổng hợp có tựa đề Back to Front. Ngoài một số bản hit solo của Richie và một vài bản nhạc của Commodores, Back to Front còn có 3 bài hát mới, bao gồm bản hit R&B số 1 mang tên Do It To Me. Tuy nhiên, kể từ đó, lịch trình làm việc của Lionel Richie thoải mái hơn bao giờ hết. Ông đã giữ việc thu âm và biểu diễn ở mức thấp nhất. Richie bùng nổ trở lại vào năm 1996 với Louder Than Words. Trong album này, ông đã thể hiện rõ nhận định của mình về tương lai âm nhạc, đó là khai thác tâm hồn, thể loại âm nhạc mà trong những năm tiếp theo được gọi là R&B đương đại. Album Louder Than Words có sự pha trộn nhạc jazz nhẹ nhàng với nhịp điệu blues, hip hop. Mặc dù thành công về thương mại, nhưng album này vẫn chưa thể sánh được với những album trước đó của Richie. Nó không tạo ra bất kỳ đĩa đơn thành công lớn nào và cũng nhận về khá nhiều chỉ trích. Tiếp sau đó, album Time được phát hành vào năm 1998 đã giúp cho khán giả thấy lại Lionel Richie quen thuộc. Tuy nhiên, album này cũng thất bại, nó không gây được bất kỳ một hiệu ứng thương mại nào và cũng chỉ nằm một vài tuần trong các bảng xếp hạng ít danh tiếng. Những năm tiếp theo, Richie đã phát hành thêm vài album. Album phòng thu thứ 8 mang tên là Come Home được phát hành vào ngày 12 tháng 9 năm 2006. Đĩa đơn đầu tiên của album là I Call It Love đã trở thành hit lớn của ông tại Mỹ. Album này đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và trở thành album thành công lớn nhất của Richie kể từ Dancing on the Floor vào năm 1986. Sự nghiệp lẫy lừng và bài hát định mệnh. Trong sự nghiệp 45 năm ca hát, Lionel Richie đã có tổng cộng 5 mâm đĩa vàng Grammy, hơn 100 triệu đĩa hát bán được và hàng tá những sáng tác bất hủ. Nhưng bài hát Hello là một điều đặc biệt. Bài hát này nằm trong album solo thứ 2 của Richie, Can't Slow Down, giành giải Grammy năm 1984. Đúng ra bài này đã nằm trong album đầu tiên phát hành năm 1982, nhưng phút cuối cùng thì Richie đã bỏ ra bởi không hứng thú lắm. Nhưng vì chiều cô vợ Brenda vốn rất yêu thích bài hát này, nên sau đó ông đã thay đổi ý định và cho vào album thứ 2. Và đó là quyết định mang tính bước ngoặt cho sự nghiệp của Lionel Richie. Bài hát là tâm trạng của một cả si tình, yêu nhưng chưa dám ngỏ, chỉ nhìn thấy người ấy đi qua và tự buông lời say đắm trong lòng. Bài hát có cá tính khá là giống với Lionel Richie thời còn trẻ. Ông kể lại rằng lúc ấy khá nhút nhát, nhìn những cô gái xinh đẹp đi ngang qua, chỉ tự nói trong lòng, Hello, is this me you're looking for? Xin chào, có phải anh là người mà em đang tìm kiếm?
Câu nói ấy ám ảnh Richie cho đến khi sáng tác Hello, nhưng khi triển khai điệp khúc thì ông tắc ý và quyết định bỏ câu này thay bằng một câu khác. Ngay lúc ấy, như một định mệnh, nhà sản xuất James Anthony Carmichael chạy đến và nói đó mới là câu hay nhất. Cuối cùng, Is It Me You're Looking For được giữ lại và Richie chẳng thể nào biết rằng đó sẽ là câu hát nổi tiếng nhất trong cuộc đời ông. Hello được hoàn thành tại Studio Ocean Way ở Los Angeles của Mỹ vào tháng 2 năm 1984. Lionel Richie vừa hát vừa đệm piano, giai điệu đi theo lối hòa thanh vòng tròn tạo sự da diết. Tiếng guitar gỗ xen giữa của Daryl Jones và Tim May cũng mang theo giai điệu quyện tai, tất cả tạo nên một Hello ấn tượng ngay từ lần nghe đầu. Ngay sau đó, Hello leo lên vị trí quán quân tại một loạt thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới. Tại Mỹ, nó đứng nhiều tuần trên Billboard, trở thành một trong 10 bài hát hay nhất năm 1984. Tại Anh thì bài hát giúp cho Motown đi vào lịch sử vì lần đầu tiên có đĩa hát bán được hơn 1 triệu bản tại đây. Và album có bản Hello cũng trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử của Motown. Hello đã đưa Lionel Richie đến vinh quang trên con đường solo. Bài hát này được yêu thích trên toàn thế giới. Trong lần biểu diễn gần đây tại Úc, khi Lionel Richie hát đến đoạn điệp khúc Is It Me You're Looking For thì cả chục ngàn người đã cầm nến hát theo và không thiếu những giọt nước mắt. Mới đây báo chí Malaysia cũng nhại điệp khúc thành Lionel We Are Looking For You để chào mừng Richie sắp có buổi biểu diễn lịch sử tại nước này. Hello từ Mỹ bay đến châu Âu, từ châu Úc vòng qua châu Á, tờ Sunshine Coast Daily của Úc cho phóng viên điều tra và cho thấy rằng âm nhạc của Richie có tính xoa dịu rất cao tại Trung Đông. Cho dù Iran và Iraq có nhiều khác biệt, nhưng có một điểm chung là người dân hai nước hầu như ai cũng thuộc Hello. Họ cũng chứng kiến cảnh một người Shiite vừa cầm súng vừa hát Hello và nở một nụ cười rất đáng yêu, nhất là đoạn điệp khúc có chữ I love you. Vụ kiện không mong muốn vì Hello. Nhưng không phải lúc nào cũng là nụ cười. Tháng 7 năm 1984, ngay sau khi phát hành Hello chưa lâu, thì Lionel Richie bị vướng vào vụ kiện của một ca sĩ có tên là Marjorie Hoffman White, khi người này khẳng định Hello lấy phần lớn giai điệu trong ca khúc I'm Not Ready To Go của bà. Nhưng cuối cùng Richie đã thắng kiện. Năm 2012, Lionel Richie vướng vào chuyện trốn 1,2 triệu đô tiền thuế và tờ Forbes giật luôn cái tít theo kiểu Richie đang nói chuyện với nhân viên thuế quan. Xin chào, có phải tôi là người các ông đang tìm kiếm? Sự thành công của Hello đã dẫn đến ý tưởng qua MV ca khúc, thời đó là khởi điểm của MTV và nếu được công chúng MTV yêu thích sẽ càng làm bài hát thêm nổi tiếng. Lionel Richie đã giao cho Bob Girardi đạo diễn MV này, Bob rất nổi tiếng nhất là với MV Beat It của Michael Jackson. Trong MV Hello, Lionel Richie vào vai một thầy giáo và yêu thầm nhớ trộm cô sinh viên khoa gốm. Điều đặc biệt là cô gái này bị mù. Lúc đọc kịch bản, Richie đã tỏ ý phản đối rằng nội dung MV chẳng khớp gì với bài hát cả. Đáp lại, đạo diễn Bob Girardi thẳng thừng: ông không tạo ra câu chuyện này, người tạo nó là tôi. MV quay xong và dài hơn 5 phút, trong khi bài hát vốn chỉ có dài 4 phút, đạo diễn cho kéo dài thêm bằng những màn đối thoại và những hoạt cảnh không giống lắm cách một ông thầy yêu cô nàng học trò của mình. Lúc thì nhìn lén nơi cửa lớp, lúc thì đứng hát nơi giữa lớp, trong khi cô học trò thì chẳng có khái niệm nhìn thấy. Kết quả là MV này khi ra đời bị xem là một thảm họa. Kênh UKTV khảo sát 8.000 người, tất cả nhất trí rằng đây là một MV tệ nhất mọi thời đại. Richie thì không muốn xem lại nó một lần nào nữa, còn đạo diễn thì sau này vẫn nói rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tuy vậy, Hello vẫn sống tốt trên các đài phát thanh, đĩa nhạc và cả phần lưu diễn của người sáng tác ra nó. Bài hát được nhiều nghệ sĩ tên tuổi chơi lại và nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood cũng sử dụng lại. Tính đến nay, nó đã hơn 34 tuổi nhưng dường như chưa ai chán. Bằng chứng là trong những chuyến lưu diễn quảng bá album mới của mình, lúc nào Richie cũng được yêu cầu hát lại bài này. Lionel Richie của hiện tại. Tháng 12 năm 2006, Lionel Richie đã biểu diễn trực tiếp trên chương trình truyền hình khán giả với Lionel Richie. Hai tháng sau, ông hát ca khúc Hello trong chương trình trao giải Grammy lần thứ 49. Năm 2008, Richie là người thứ 21 nhận giải thưởng thành tựu trọn đời của George và Ira Gershwin tại Spring Sing hàng năm của UCLA. Lionel Richie trở lại Úc vào năm 2011, nơi ông và nghệ sĩ khách mời Guy Sebastian đi lưu diễn khắp nước Úc và New Zealand. Vào năm 2012, Lionel Richie ra mắt bộ sưu tập các bản hit hay nhất được làm lại dưới dạng song ca đồng quê và biểu diễn cùng các ca sĩ như Shania Twain, Tim McGraw, Rascal Flatts, Willie Nelson. Chỉ trong vài tuần, album đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng top 200 và country music của Billboard và cuối cùng trở thành một trong những album bán chạy nhất trong năm. Vào ngày 7 tháng 6 năm 2013, Richie tuyên bố trên NBC's The Today Show
rằng ông sẽ ra mắt On the Hits All Night Long. Đó là chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên của ông trong hơn một thập kỷ. Chuyến lưu diễn bắt đầu vào ngày 18 tháng 9 tại Hollywood, bang Florida, kết thúc vào ngày 18 tháng 10 tại Los Angeles, bang California. Năm 2016, Lionel Richie xuất hiện trước công chúng tại Las Vegas. Hai năm sau, ông cùng với ngôi sao nhạc pop là Katy Perry và nghệ sĩ đồng quê Luke Bryan trở thành một ba giám khảo cho cuộc thi âm nhạc trên truyền hình lớn nhất nước Mỹ là American Idol. Cũng trong năm này, Lionel Richie được trao giải Johnny Mercer, giải thưởng cao quý nhất của đại sảnh danh vọng nhạc sĩ. Dù đã ở độ tuổi 70 nhưng trong Richie vẫn luôn trẻ hơn so với tuổi thật. Ông giữ được thân hình gọn gàng nhờ chế độ luyện tập riêng và lối sống lành mạnh. Ông cho rằng âm nhạc là một ngành kinh doanh không nhượng bộ và môi trường này rất khắc nghiệt để có thể tồn tại. Tuy nhiên, dù ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, ông vẫn nỗ lực cống hiến cho môi trường kinh doanh khắc nghiệt này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.